Xin chào mọi người. Hôm nay Nam xin giới thiệu cho mọi người một chức năng trên cây đàn Kurtzman SV800. Đó là chức năng MIDI Bluetooth. Thì trên cây đàn SV800 này á, hơn những cái đàn khác là tại vì nó có vừa MIDI Bluetooth, vừa Bluetooth Audio. Thì như cây SV900 này chỉ có là phần Bluetooth Audio thôi, chứ không có phần MIDI. Trên tay mình đây là có chiếc iPad. Thì bây giờ mình sẽ kết nối cái phần MIDI Bluetooth qua chiếc iPad này. Trên đây đã hiện thị là Kurtzman SV800 này. Chúng ta connect. Rồi. Sau khi kết nối thì cái đàn và chiếc iPad này hiện tại đã đang được kết nối với nhau. Thì bây giờ chúng ta có thể là dùng cái đàn này để ghi lại bản nhạc. Ví dụ như các bạn nào mà không có biết nhạc lý thì chúng ta có thể là đánh và thu lại, và sẽ xuất hiện nốt nhạc trên này để cho các bạn có thể chép lời, hoặc là các bạn muốn làm gì đó phục vụ cho việc học tập chẳng hạn. Ở đây bây giờ mình sẽ đánh thử cho các bạn xem ha. Các bạn thấy không? Đây là mình vừa đàn và trên iPad vừa lưu lại cái phần mà chúng ta vừa đàn. Thì các bạn có thể là dùng để viết lời, hoặc là các bạn có thể kết hợp để chúng ta học nhạc. Ở đây là một phần. Còn bây giờ mình sẽ thêm một phần nữa là phần làm nhạc. Phần này thì chúng ta có thể là chép trực tiếp được. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đàn làm bàn phím, chúng có thể chép trực tiếp. Ví dụ như là mình sẽ chọn chép trực tiếp này. Bây giờ mình đàn trên đàn thì nó sẽ hiện nốt nhạc trên này. Phần tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn là phần chúng ta thể dùng để làm nhạc. Mình sẽ kết nối với phần mềm Cubase này. Đây là phần mềm làm nhạc. Thì các bạn, nhiều bạn chắc cũng biết phần mềm này rồi. Bây giờ mình sẽ thu thử. Bây giờ mình cho phát lại. Các bạn thấy sao ạ? Chức năng này thì hiện tại bây giờ chỉ có trên SV800 nha các bạn. Phần giới thiệu của mình hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.